Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm cầu hoa. Đầu tiên mình sẽ lấy một cọ chấm mi hướng vào lọ gel trong, tạo phần bóng nước như thế này. Sấy 1 phút sau khi cái bóng nước chín, lau gel, bắt đầu dùng màu vẽ để chấm ra khay ạ. Phần này của mình là sơn gel vẽ nhé. Mình sử dụng 3 màu gel vẽ này. Đầu tiên phần nhụy thì mình sẽ tô màu đen, sơn gel màu đen lên phần nhụy. Sấy 30 giây, sau đó lại mình lại nhúng vào lọ gel trong tiếp. Sấy 1 phút, sau đó mình lấy cọ bản chấm màu hai đầu. Vẽ lên phần nhụy mình vừa mới tạo được. Vẽ cánh đường vòng cung. Đây là nét cánh hoa hồng ạ. Vẽ xong sấy 30 giây rồi lại nhúng vào lọ gel trong tiếp. Sấy 1 phút. Mình lại vẽ tiếp lớp thứ hai. Một bông hoa tùy thuộc vào các bạn muốn làm bông to hay bông nhỏ thì mình sẽ vẽ và mình nhúng vào cối bia và lại gel trong đấy ạ. Tầm từ 3 cho đến 5 lần ạ. Ví dụ viền cánh của mình mà không được nét thì mình có thể kéo lấy bút cọ nét, kéo nét phần viền cánh á, vẽ lại phần nét viền cánh. Sấy và nhúng vào phần clear tiếp này. Vẽ phần lớp ngoài cùng. Tiếp tục nối clear. Càng nhiều lớp thì càng đẹp ạ. Khi bước hoa bông hoa nó hoàn thành thì nó sẽ có những lớp chia nhau như thế này, rất là xinh. Mình cắt bông hoa ra khỏi phần là cọ chấm bi với keo dán lên móng của khách, xem nước móng lên quả cầu hoa. Sau khi xem bóng thì sẽ 1 phút nhé. Đây là sản phẩm đã hoàn thành xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.